AOG Đấu Trường Vinh Quang. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tiêu điểm tướng của AOG Đấu Trường Vinh Quang. Caroline, hiệp sĩ khiên thánh, mang trong mình dòng máu Beatrix danh giá. Caroline cũng mang sứ mệnh bảo vệ đế chế Aga vĩ đại. Nhận lấy chiếc khiên thánh gia tộc Beatrix từ người cha, nhưng cô luôn băn khoăn vì chiếc khiên không cho rằng cô là người xứng đáng được nó trao sức mạnh. Chỉ tới lần khi Caroline xả thân mình chống lại những gã khổng lồ hung bạo, cô mới trở thành người xứng đáng cầm khiên thánh. Giờ cô là người hộ mệnh toàn năng của cõi Aga, hãy cùng điểm qua các chiêu thức của chuyên gia đỡ đòn này. Chiêu thứ nhất của Caroline là đánh ngất ngư. Caroline gây cho kẻ địch sát thương vật lý và hiệu ứng giảm tốc trong khu vực trước mắt. Tướng địch trúng đòn sẽ bị đánh dấu trong vài giây. Thời gian này nếu trúng đòn đánh thường của Caroline lần 3 sẽ bị choáng. Chiêu thứ hai là nấp sau ta. Caroline dương khiên lên, chống đỡ tất cả sát thương về ứng phép thuật đến từ kẻ địch trong khu vực chỉ định. Sau đó tiến hành phản kích kẻ địch gây ra sát thương vật lý. Nếu mục tiêu là tướng địch thì sẽ chịu thêm mù lòa. Chiêu thứ ba là kiên cường. Caroline dương khiên về hướng chỉ định. Trong thời gian đó bản thân miễn giảm sát thương và tốc chạy. Lá chắn có thể ngăn chặn tất cả các đơn vị vượt qua. Nhấn tiếp kỹ năng sẽ thu khiên lại. Chiêu cuối của Caroline là khiên xung kích. Caroline dựng khiên lên và dùng lực đá đi. Khiên bay nhanh đến hướng chỉ định, đẩy lùi kẻ địch trên đường đi qua và gây ra sát thương vật lý. Caroline là một tanker với bộ kỹ năng phòng thủ, giải nguy và mở giao tranh tuyệt vời. Ở giai đoạn đầu game, kỹ năng đánh ngư với sát thương trên diện rộng sẽ giúp bạn farm quái nhanh hơn. Trang bị đầu tiên có thể có là giáp lửa, mũ sắt để tăng sức chống chịu. Về giai đoạn giữa và cuối trận, tùy xem đối phương có nhiều tướng gây sát thương phép hay vật lý mà có thể lên đồ cộng giáp hoặc kháng phép. Ngoài ra Caroline cũng thể hiện rất tốt ở vị trí support với hai kỹ năng kiên cường và nấp sau ta bảo kê cho AD thoải mái tàn sát. Đồng thời chiêu cuối khiên xung kích đẩy lùi toàn bộ kẻ địch theo đường thẳng trên phạm vi rộng sẽ gây nguy cho đồng đội hoặc giúp mở giao tranh hiệu quả. Với Caroline là đầu tàu và lá chắn, đội hình của bạn sẽ rất khó bị xuyên phá. Caroline chắc chắn sẽ trở thành hot pick cho vị trí tanker trong đấu trường vinh quang. Cảm ơn các bạn đã đến với tiêu điểm tướng Caroline. Để tìm hiểu thêm thông tin về Caroline vui lòng ghé qua những link bên dưới. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh AOG Đấu Trường Vinh Quang. Tải ngay AOG Đấu Trường Vinh Quang trên App Store và Google Play.